Dạ vâng, sau đây thì em test cái cặp bát Sony này nhá, cho anh khách ở Hồ Chí Minh. Có đôi số điện thoại là 8029 nhá. Anh đã đặt cái đôi bát này rồi. Đây, bát Sony đây anh nhá. Đây. Lộn túng phèo ngớ hết cả lên rồi. Này em sẽ úp luôn để cắm thử vào để test luôn cho anh nhá. Đây trên đây nó có cộng trừ này. Đấy anh nhìn thấy không ạ? Cộng là đỏ, mà trừ thì là đen. Đấy, em đang lấy nguồn phát từ đây nhá, em cho to lên này. Đấy, nhỏ đi này. Đấy, to lên này. Ai nhớ rằng đây còn có em đêm hằng thương nhớ với đêm. Ngày đi người đã toàn những nơi chán chưa. Đấy, nhỏ đi nhanh nhá. Đấy, to lên này. Đấy, ok nhá. Bát này ok này. Em sẽ chuyển sang test cái bát bên này cho mình nhá. Đấy, trước khi chuyển sang em sẽ vặn nhỏ xuống để đưa sang bên này. Đấy, cũng tương tự đây. Dương ấm. Cũng khá là nặng ạ. Rồi, em sẽ cho to lên này. Là em mừng vui lắm, cớ sao anh khổ lắm. Ngày xưa anh còn nhớ. Đấy, nhỏ đi này. Đấy, to lên này. Đồng con ngóng. Ok anh nhá, đấy hai bác của mình em test rất là ok rồi. Sau đây em sẽ đóng hàng để đi cho anh, để anh nhận hàng cho sớm. Mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594581. Địa chỉ của hàng thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã quan tâm và đặt hàng em. Kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành đạt trong công việc và cuộc sống nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.